Xin chào các bạn, mình là Trung. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải quyết một cái tình huống cụ thể như sau. Bây giờ ấy thì ở đấy thì một bạn học viên đặt ra một câu hỏi, đó là bạn muốn thống kê xem là mỗi sản phẩm và tên của nó đi là thu được doanh thu là bao nhiêu tiền trong thời điểm tháng 7 năm 2011. Vậy thì bây giờ ấy thì mình có thể giải quyết bài toán này như thế nào? Thì cái việc đầu tiên á, các bạn sẽ phải nhìn cái khối gọi là cái khối dữ liệu mà đính kèm. Thì ở đây nhá, như các bạn nhìn thấy là bạn học viên đó đã cung cấp cho mình là ba cái sheet dữ liệu. Thứ nhất là sale order header, thứ hai là sale order detail và thứ ba là product. Thì ở đây nhá, mình sẽ đi từ product trước. Thì trong cái dữ liệu của cái sheet product này thì nó sẽ chứa tất cả thông tin về tất cả các sản phẩm mà công ty bạn đang sở hữu, đang bán, đang có, ví dụ như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái bảng là sale order detail. Thì trong cái bảng này của chúng ta nhá, thì nó sẽ là bao gồm là những cái sale order ID. Và trong từng cái sale order ID này thì nó sẽ bán rất nhiều sản phẩm. Giống như là bạn đi mua hàng ở Vinmart thì bạn sẽ không chỉ mua một sản phẩm mà bạn sẽ mua là 10 sản phẩm, ví dụ như vậy. Thì trong cái sale order detail ấy, nghĩa là cái order mà nó chi tiết, thì nó sẽ ghi rất rõ, ví dụ như là đơn hàng này là mua bao nhiêu sản phẩm này, mua sản phẩm nào này, giá tiền mua sản phẩm là bao nhiêu, và tổng tiền sau khi mình lấy order quantity nhân với unit price là bao nhiêu. Và ngoài ra ấy, thì mình sẽ có thêm một cái bảng nữa là sale order header. Thì trên cái bảng sale order header này thì nó sẽ ghi rõ là mỗi cái hóa đơn của chúng ta ấy, thì nó sẽ phát sinh vào ngày bao nhiêu, đó chính là ngày order date ở đây. Vậy thì bây giờ ấy, chúng ta sẽ phải kết hợp dữ liệu của ba cái sheet này lại với nhau thì chúng ta ấy, mới có thể là lấy ra được kết quả mà chúng ta cần. Và bây giờ nhá, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Excel trước. Và mình tất nhiên là mình sẽ phải bắt đầu từ cái sale order detail này trước. Bây giờ nhá, thì các bạn sẽ làm một việc là bạn sẽ copy cho mình toàn bộ cái dữ liệu này. Và sau đó nhá, các bạn sẽ sang cái file thực hành này của chúng ta. Các bạn tạo ra một sheet mới và copy toàn bộ dữ liệu sang bên này. Đó, mình sẽ căn chỉnh lại một chút cho đẹp. Và cái sheet này có thể là mình sẽ đặt tên cho nó là Excel đi, ví dụ như vậy. Bây giờ nhá, thì ở đây các bạn có thể thấy là mình cần phải lấy ra được thêm cái phần product name, đúng không? Và muốn lấy product name thì chúng ta sẽ dựa vào product ID và mình tra cứu bên cái sheet product này, đúng chưa mọi người? Và đây nhá, mình sẽ tạo thêm một cột mới, đặt tên cho nó là product name. Và đây mình sẽ viết như sau: index. Bây giờ mình sẽ quay qua cái phần sheet product, chọn cột name phải match. Sau đó mình chọn tới dữ liệu của sale của product ID. Đây là product ID phải. Sau đó mình sẽ tra cứu bên đúng cái cột product ID bên này, phải không, đóng ngoặc hai cái, enter. Thì mình có thể thấy nhá, chúng ta đã tạo ra được dữ liệu của product name rồi, rất nhanh, đúng không? Tiếp theo thì yêu cầu để bài nhá, là mình lấy ra các giá trị mà đơn hàng ấy nó bán được trong tháng 7 hay 11. Thì đương nhiên ở đấy chúng ta sẽ phải lọc được thêm cột order date, đúng không? Và order date của chúng ta nhá, thì mình sẽ dựa vào cái sale order ID này và chúng ta lọc bên cái sheet sale order header là được. Bây giờ thì chúng ta sẽ viết là index. Sau đó thì mình sẽ đi qua cái sheet sale order header và chọn tới cột order date phải match. Sau đó tại đây nhá, thì các bạn sẽ sử dụng là sale order ID để có thể tra cứu ở bên cái bảng này các bạn nha. Phải không, đóng ngoặc hai lần, enter. Thì mình có thể thấy nhá, là chúng ta cũng lấy ra được cái order date rồi. Ở đây ấy, thì có thể là mình sẽ format nó về cái dạng ngày tháng 5 ấy, để các bạn nhìn cho nó dễ. Tại vì nếu để một con số ấy, thì nhiều lúc chúng ta sẽ không biết nó thuộc thời điểm nào. Ở đây thì đề bài là mình sẽ lọc theo tháng 7 của 2011, đúng không? Nên mình sẽ tạo thêm cột month và mình tạo thêm một cột year nữa. Đó, và mình sẽ lấy month vào. Đó, và lấy thêm cả phần year. Đó, bằng hàm month và hàm year đơn giản thôi. Bây giờ nhá, thì mình sẽ thử là save file trước này. Trước khi mình save nhá, thì cái file này các bạn để ý là nó đang có dung lượng là khoảng tầm 10 MB. Bây giờ mình save phát đã nhá. Rồi, máy mình nó hơi bị chậm lại một chút này. Bây giờ các bạn nhìn nhá, thì data của chúng ta đã ngay lập tức lên tới 24,4 MB. Rất nặng luôn. Đó. Bây giờ thì tiếp theo mình sẽ làm gì? Tại đấy thì cái giá trị này của chúng ta ấy, thì mình có thể đổi tên cho nó đi thành một cái là tbl data. Giờ và mình sẽ pivot cái table này, summarize with pivot table, và mình đẩy ra một cái sheet mới. Ví dụ như ở đây nhá, mình sẽ đẩy ra cái sheet này
mình đặt tên là private, ví dụ như vậy. Và những cái trường mà mình kéo vào nhé, đó là product ID là một này. Thứ hai là mình sẽ kéo vào product name. Và trong cái mục này của chúng ta nhé, thì các bạn sẽ kéo thêm cho mình line total là cái phần doanh thu. Cái này là trước thuế và vận chuyển nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phải có thêm những cái trường lọc nữa. Thì mình sẽ kéo vào là month, year và other date. Trong cái mục này nhé, thì đối với month thì chúng ta sẽ lọc vào tháng 7. Với year thì chúng ta lọc vào năm 2011. Và trong cái phần row table này thì mọi người sẽ giúp mình là chúng ta chuyển sang tabular form. Và mình sẽ ẩn đi cái sub total nhé. Đó. Và đến đây các bạn có thể thấy là cái báo cáo của chúng ta nó cũng gần thành hình rồi này. Mình sẽ vào number format, đổi sang dạng number như thế này. Có dấu phẩy phân tách đọc cho dễ. Được chưa mọi người? Và mọi người có thể thấy nhá, là kết quả của chúng ta thành công rồi, đúng không? Mình có thể chuyển sang là tháng 6 đi, xem kết quả có khác hay không. Đó, rất nhanh luôn. Ngay lập tức các bạn có thể thấy nhá, là mình sẽ có kết quả là 458.910.82. Mình có thể là thử kiểm tra lại một chút đi. Đó, mình sẽ sang Excel này một chút này. Mình sẽ vào trong other date và mình sẽ thử lọc cái tầm tháng 6 2011. Đó, ok. Và mình sẽ thử chọn cái vùng line total nhá. Thì các bạn có thể thấy nhá, kết quả là 458.910 này. Và so với cả cái kết quả mà mình có private ở đấy, có nghĩa là kết quả mà mình thu được là nó sẽ hoàn toàn chính xác rồi. Tuy nhiên ý, thì cách làm này ý, thì nếu giả sử bây giờ nhá, mình sẽ xếp cái file lại một lần nữa, thì các bạn có thể thấy nhá, máy mình cũng sẽ hơi khựng lại một chút. Và mình nói luôn nhá, là máy mình cấu hình cũng tương đối cao. Nhưng bây giờ nhá, các bạn nhìn này, sau khi mình xếp cái private thì cái file này của chúng ta ấy, nó lên tới là 30 MB, rất nặng luôn, đúng không? Vậy thì bây giờ nhá, nếu mà bạn cứ tiếp tục làm như vậy, và mỗi lần bạn tạo ra một cái private table thì dung lượng tăng lên khoảng tầm 10 MB, thì nếu báo cáo của bạn có khoảng tầm 20 cái, thì có lẽ là bạn sẽ sở hữu một cái file ấy, nó nặng đến khoảng tầm 200-300 MB. Và khi đó những cái máy cấu hình yếu ấy, thì khi mà mở những cái file này ấy, thì nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí là khi mà mở lên ấy, thậm chí nó còn đơ luôn cơ, và nó không thèm chạy. Đó, đó là cái vấn đề mà mình muốn nói tới ở đây. Vậy thì có cách nào khác để mình làm mà thay thế cho Excel hay không? Thì câu trả lời đương nhiên là có. Và đó chính là lúc mà mình sử dụng tới, đó chính là SQL. Bây giờ nhá, thì trước khi mình làm ấy, thì mọi người sẽ ngó lại cái dữ liệu này của mình một chút. Ở đây thì các bạn có thể thấy nhá, là mình có tới làm hơn 120.000 dòng dữ liệu. Và mình đang đặt ở đây là tầm 4 cột của công thức, đúng không? Và 4 cột này thì nhân ra các bạn khoảng tầm 500.000 công thức. Và mình tin ấy, là máy của các bạn nào mà yếu ấy, thì chạy file này sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Vậy thì bây giờ nhá, mình sẽ giới thiệu một cái phương pháp khác là sử dụng SQL ngay ở trong Excel để xem ấy, nó lọc ra ấy, thứ nhất là có nhanh hay không, và thứ hai ấy, thì cái file của bạn nó có nhẹ hay không. Thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ mở VBA lên. Ở đây thì đã có một cái chương trình mình viết sẵn rồi. Tuy nhiên thì cái này sẽ chính là cái để bạn tham khảo thôi. Mình sẽ viết một cái chương trình mới các bạn nhé. Đây, mình sẽ xuống đây mình viết. Mình sẽ tạo ra một cái sub có tên là Eris SQL chương trình, ví dụ thế. Tại đây thì mình sẽ import vào, mình sẽ khai báo hai cái biến là short và SQL comments as string. Với short của chúng ta nhé, thì mọi người nhớ một chút là cái file data ấy, nó sẽ nằm trong cùng folder với cả cái file thực hành của chúng ta, đúng không? Nên mình sẽ viết cho nó là zip workbook này chấm parse, và mình nối với các giá trị nó ở đây. Tiếp theo là SQL comment thì tạm thời mình bỏ trống như này đi. Sau đó mình gọi tới cái chương trình gọi là SQL query. Thì cái sub SQL query này thì nó sẽ nằm trong cái modlib mà mình đã import sẵn, thì mọi người có thể là lấy cái code ở đây ra nhé. Rồi, bây giờ nhá, thì đối với SQL query thì chúng ta sẽ nhập vào những cái biến đầu vào như là short này, SQL comment này. Tiếp theo là seed, đây chính là nơi mà trừ kết quả chúng ta muốn đặt nó vào. Thì mình sẽ đặt nó ở seed thực hành đi. Và cái ô ấy mà mình muốn đặt cái kết quả này thì mình sẽ đặt nó ở trên là ô D1 đi, ví dụ như vậy. Bây giờ nhá, thì mình sẽ tạm thời tắt cái file này đi. Đó, mình có thể là tạo ra một cái notepad, mình ghi lại tên những cái sheet mà chúng ta cần thao tác nhé. Thứ nhất là sales other header này, tiếp theo là sales other detail, và cuối cùng là product. Rồi,
Bây giờ nhá, thì không giống như Excel. Excel thì bạn phải mở file này mới đặt công thức và lấy dữ liệu về được, đúng không? Bây giờ mình sẽ tắt cái file đi. Đó. Rồi, bây giờ nhá, thì mình sẽ bắt đầu viết SQL như sau. Đầu tiên ý, là mình sẽ thử lấy dữ liệu từ cái sales order detail về cái file này của chúng ta trước. Mình sẽ viết rất đơn giản là select sales. Đó. Và mình sẽ viết là from cái gì? Mình sẽ đặt tên sheet này vào trong ngoặc vuông như thế này và chạy thử. Đó. Thì mọi người thấy nhá, là nó sẽ hơi quay một chút, nó mất khoảng tầm vài giây thôi. Và sau đó nhá, nó sẽ lấy được tất cả dữ liệu từ cái file ở cái sheet sales detail về. Và như các bạn thấy nhá, là chúng ta không cần mở file nhưng vẫn lấy dữ liệu một cách bình thường. Đó. Bây giờ nhá, thì mình sẽ phải join cái file sales detail này và mình sẽ tiến hành join nó, left join với cả cái đó chính là sales order header, được chưa? $T2. Và hai cái sheet này của chúng ta nhá, thì nó sẽ join với nhau thông qua cột là sales order ID. Đây là những cái điều mà chúng ta đã thấy lúc đấy mà chúng ta làm trên Excel ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì? Ở đây nhá, thì chúng ta sẽ phải tiếp tục join với cả cái bảng product nữa, đúng không? Nên các bạn sẽ đặt cho mình một cái mở ngoặc ở đây và đóng ngoặc ở đây. Sau đó thì chúng ta tiếp tục xuống dòng và viết tiếp. Đó chính là left join với cả cái bảng product đô la như này và T3. Và chúng ta sẽ join theo điều kiện, đó chính là tên tên mấy nhá, sales address detail. Đó chính là T1.productID. Đó, T1.productID bằng T3.productID. Ví dụ như này. Và bây giờ nhá, mình sẽ chạy thử code này. Ok. Thì mọi người thấy nhá, là cái code của chúng ta ấy, thì nó đang bị lỗi một chút này. From này, left join ok, sales address ID. Left join product T3. Xoay mọi người nhá, chỗ này mình thiếu mất từ on. Đó. Và cái chỗ này thì left join này cũng sẽ phải có từ on nha. Đó, mình sẽ thử lại. Đó, các bạn sẽ thấy nó sẽ quay một chút, nhưng mà nó sẽ không mất nhiều thời gian của các bạn đâu. Nó sẽ chỉ mất khoảng tầm 10 đến 15 giây thôi. Thì chúng ta sẽ thu được cái kết quả ở ngay bên cái sheet này thôi ha. Đó. Các bạn có thể thấy nhá, nó chỉ mất khoảng tầm 10-15 giây thôi. Đó. Đây. Bây giờ nhá, chúng ta đã join được tất cả ba cái sheet đó với nhau rồi. Và bây giờ nhá, mình sẽ lựa chọn xem là những cái sheet nào sẽ, những cái cột nào mình cần lấy ra, đúng không? Thì như các bạn biết nhá, thì đầu tiên á, là mình sẽ lấy ra cột product ID, đúng chưa? T1.product ID này. Tiếp theo là cột product name. Thì cái cột product name ý, ở bên cái sheet product, đây, mình có thể kéo về đây một chút này, sang cái phần T3 đi. Đây. Đây, mình đang đi tìm cái T3 một chút này. Đây, nó sẽ chính là tên là name các bạn nhé. Thì mình sẽ gọi đến T3.name này. Và mình ở đấy thì mình cũng sẽ cần thêm là cái T1.lineTotal, đúng không? Đó chính là cái doanh thu của từng cái đơn hàng. Thì mình sẽ lấy thêm là T1.lineTotal. Đó, mình chỉ cần ba con này thôi. Và đấy thì điều kiện của chúng ta nhé, là bây giờ mình sẽ coi như là mình sẽ chỉ lấy ra dữ liệu mà nó thuộc tháng 7 của 2011 thôi. Thì mình sẽ viết rất đơn giản, đó chính là month của cái T2.addate. Cái code addate thì chúng ta sẽ phải lấy từ T2, đó chính là cái bảng sales order header mọi người nhé. Thì cái này nó sẽ bằng 7 này. And thêm một cái điều kiện nữa vào đây, đó chính là year của T2.addate của chúng ta ấy, nó bằng 2011, nó như thế này. Và bây giờ thì sau khi mà viết hết tất cả mọi thứ xong ấy, thì mình sẽ chạy thử một chút. Mọi người có thể thấy nhá, là bây giờ ấy thì cái tốc độ chương trình của chúng ta nó chạy hơn rất nhanh hơn rất nhiều rồi. Tại vì chúng ta ở đấy thì mình không lọc ra tất cả các cột nữa, đúng không? Đây, mình sẽ chạy lại này. Đó. Thì mọi người thấy nhá, là chúng ta cũng sẽ ra kết quả ở đây là 2044.6. Mình có thể test lại mấy cái pivot này một chút này cho tháng 7 nhé. Đây. Và chúng ta xem kết quả của chúng ta nhé, 2044.600. Rất chính xác, đúng không? Ở đấy thì có lẽ là mình sẽ viết thêm một cái nữa. Có nghĩa là mình viết thêm một cái nho nhỏ là union own thôi. Đó. Có lẽ thôi, mình sẽ dừng tạm tại đây. Có nghĩa là mình đến đây. Bây giờ nhá, thì sau khi mà chúng ta đến được cái chỗ này rồi, đúng không? Thì bây giờ ấy, thì các bạn sẽ làm thêm cho mình một việc như sau. Đó là ở đây,
ở đây mình đã viết cứng là tháng 7 2011 đúng không? Nhưng mà ở đấy thì mình muốn là tham chiếu ra cả bên ngoài nữa. Đấy, nghĩa là tham chiếu ra cái ô gọi là B1 và B2 trên bảng tính. Nên ở đây á, các bạn sẽ in thêm cho mình một cái biến đi là dataset thực hành worksheet, và mình sẽ set cái dataset thực hành này nó sẽ bằng zbook.worksheet của sheet thực hành. Sau đó thì trong cái mục này của chúng ta nhé, thì các bạn sẽ thay thế cái số 7 này, bạn xóa đi, thêm vào cho mình hai ngoặc kép. Sau đó mình vào đó chấm brand của b1.value and và 2011 rồi nhá, thì mình sẽ lấy dữ liệu của cái sheet b2, đó chính là database thực hành chấm brand của b2.value and như thế này đó. Và bây giờ mình chạy thử lại này, đó các bạn thấy nhá, cũng lọc ra kết quả như vậy thôi. Đến đây thì chắc là mình sẽ insert và mình tạo thêm một cái nút bấm đi, ví dụ như thế này, và tham chiếu đến Rx SQL chương trình và button mình đặt tên là báo cáo đi, ví dụ thế. Rồi bây giờ nhá, thì mình sẽ thay đổi cái này thành tháng 6 đi đúng không, và ấn báo cáo một cái này. Đó các bạn thấy nhá, nó cũng không mất nhiều thời gian để chạy ra báo cáo đâu, chỉ mất khoảng vài giây thôi. Ở đây thì có thể là mình sẽ viết thêm một cái đoạn code nữa, đó là mình sẽ format lại cái cột F của chúng ta theo một cái number format mới, thì mình sẽ muốn có thêm là hai số nữa sau dấu phẩy. Đó, ví dụ như này. Đó, mọi người có thể thấy nhá, là nó hiện thêm hai số dấu phẩy thì nó sẽ dễ đọc hơn rất nhiều, có đúng không? Đó. Và bây giờ nhá, mình sẽ thử Ctrl S lại này. Xem cái file của chúng ta nhá, dung lượng nó sẽ lên là khoảng tầm bao nhiêu MB. Đây. Các bạn có thể thấy nhá. Đây, đây là kết quả của chúng ta. Thì về cơ bản nhá, ở đấy thì nó nặng nhiều nhất ấy, nó không phải do cái sheet thực hành này. Tại vì thực ra ấy, ở trên cái sheet thực hành này của chúng ta ấy, nó không hề có bất kỳ một cái công thức nào cả, không hề có bất kỳ một công thức nào tính toán, mà tất cả mọi thứ ấy, mà nặng nề thì nó đều nằm ở trên cái sheet Excel là một này, thứ hai là do cái pivot này này. Đó, và đây chính là cái lý do mà làm cho cái file của chúng ta trở nên rất nặng. Và ở đây thì lời khuyên của mình nhá, là mọi người nên chuyển sang cái SQL ở trên nền Excel này. Tại vì thứ nhất là cái SQL này ấy, nó có tính tùy biến rất cao, đó là thứ nhất. Thứ hai ấy, là cái này của chúng ta ấy, nó không có bất kỳ một công thức nào, và nó sẽ làm cho cái file của mọi người trở nên nhẹ nhất có thể. Đó. Và đến đây thì cái bài chia sẻ của mình thì cũng đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài chia sẻ kế tiếp.